chẳng phải bản tánh của thánh đế khổ có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn tịnh lự có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tám giải thoát có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn niệm trụ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng tám chi thánh đạo có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát không có thể hồi hướng? chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của mười địa Bồ Tát có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của năm loại mắt có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sáu phép thần thông có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của mười lực Phật có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp không quên mất có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tánh luôn luôn xả có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của trí nhất thiết có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của quả dự lưu có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của quả vị độc giác có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của tất cả hạnh đạo đại bồ tát có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật có thể hồi hướng